Anime. Ở tập trước, tin tức thánh nạp VIP Luffy rơi xuống đáy xã hội được báo đài tung ra khiến dân tình xáo trộn. Còn kết quả như nào thì mời anh em xem tiếp tập 1036. Tổng tư lệnh Wano lên tiếng, bị ảnh hưởng từ tin vịt vừa rồi, chủ tịch mất niềm tin vào chiến đấu, ngay cả các samurai cũng suy sụp triệt để. Và rồi pháo đài bay đã tiến đến bầu trời bên trên Wano Quốc. Trong khi đó, thì đột sau khi ăn bánh từ Speed đã được búp sức mạnh, hắn ba hoa khoác lác về trình độ của đại boss Kaido, như để chứng minh độ sống dai như đỉa. Nhóm Iroh và Kawamatsu đã phản pháo mạnh mẽ trước băng bách thú. Kiếm sĩ Fake Sanchi cũng để bút với thanh hắc kiếm Zoro để bẹp đối thủ về độ chiến, quyết tâm đặt niềm tin vào thuyền trưởng của mình. Tuy nhiên, Chopper đang gặp nguy hiểm trước hai thánh ăn hôi. Cơn mưa mũi tên từ Beirut kết hợp với hàm răng trắng sáng của Queen đúng là một combo làm chủ tịch quay cuồng trong mơ hồ. Nhưng anh hai Bình Phương đã thừa dịp chiếm spotlight sân khấu, cho Queen một vé đi thay răng hàm mặt miễn phí, tiện thể chắn đòn mũi tên giúp phe liên minh bang thẳng vào người Beirut. Bất ngờ chưa mấy ông già sạn nhanh chân đá cục thịt nguội cho Chopper và an ủi, anh lù nhà mình có thánh Oda chống lưng thì sợ bố con thằng nào, giờ thì băm con thằn lằn con này làm gỏi thôi các anh em ạ. Trở lại với tình hình của Kinemon, chỉ với một phát đã xém vị tiễn về với đất mẹ, nhưng bằng sức mạnh của nội tại, ông vẫn đứng lên chiến đấu, đâm một nhát vào cơ thể Kaido. Nhớ đến ngày đó, khi sững sờ nhìn thấy tấm bảng truy nã cả gia tộc Kozuki và hàng bia mộ, Kinemon đã mạn phép nhận Momo là con trai nhằm che giấu danh tính thực sự. Về sau là thằng ngày tập nói không kính ngữ của thằng cha Kin khiến Momo trầm cảm. Hơn ai hết, Kinemon cảm nhận được nỗi đau của Momo khi mất đi quá nhiều thứ chỉ sau một đêm. Không chỉ là danh xưng, mà từ lâu đó còn tựa như đứa con ruột thịt của chính mình. Vì thế Kinemon đã quyết hy sinh thân mình nhằm bảo vệ tương lai của đứa trẻ đó. Phải chăng đây là kết thúc của người tôi tớ trung thành nhất của Oden? Momo dường như cảm giác được điều chẳng lành, liền nhớ đến ngày được Kinemon luyện kiếm, cậu phải đứng dậy, phải mạnh mẽ. Và đây là lời tuyên bố tổng tư lệnh Wano, cậu vẫn còn nghe thấy giọng nói của Luffy. Ta là Kozuki Momosuke. Luffy đã nói với ta rằng anh ấy vẫn còn sống và sẽ quay trở lại. Vì vậy đừng bỏ cuộc, dù có khó khăn hay đau đớn, nhưng hãy tiếp tục chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Luffy nhất định sẽ đánh bại Kaido. Lời tuyên bố đã kịp thời lấy lại chiến khí cho phe liên minh. Các đồng đội của cậu quyết liệt đối đầu với các đối thủ mạnh mẽ. Trong khi đó, Law và Kid cuối cùng cũng đã đụng độ Big Mom. Nếu tò mò về các trận chiến căng thẳng sắp tới, thì đừng quên cho chúng mình một like và đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết phim rồi các bạn nhỏ à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.